cho các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món ăn chay rất là ngon mà mình làm nó dễ, nó nhanh nữa các bạn. Đó là đậu hũ non sốt nấm. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình á, thì mình sẽ cần là một cái miếng đậu hũ non như thế này là 300g nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần là 20g nấm đông cô khô các bạn. Mình ngâm cho nó nở ra và mình vắt cho nó ráo nước. Và mình cũng sẽ cần thêm 100g nấm tươi như thế này. Hôm nay là mình dùng nấm mỡ các bạn. Các bạn có thể dùng nấm rơm, nấm mỡ hoặc là nấm đùi gà đều được hết á. Còn đây là những cái gia vị để mình làm món ăn ngày hôm nay của mình. Thì mình sẽ cần là 2 muỗng canh dầu hào chay nè các bạn, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê đường nè các bạn, và nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hạt nêm chay từ nấm nha, và 1 muỗng canh dầu ăn nè. Và mình sẽ cần là có bơ rô để mình khử lên cho cái món ăn của chúng ta nó thơm hơn. Nếu các bạn nào ăn được tỏi thì mình sẽ dùng 2 cái tép tỏi băm nha. Rồi mình cũng sẽ cần là một cái chén nước lạnh như thế này, và thêm vào đây nữa là 2 muỗng canh bột năng để mình cho cái nước sốt của mình nó hơi sánh đặc lại nha. Rồi chỉ cần những cái thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái món ăn chay thiệt là ngon. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món ăn của mình. Rồi bây giờ cái nấm tươi nè các bạn, nấm mỡ của mình á, mình sẽ cắt cho nó nhỏ ra. Mình cắt hạt lựu nhỏ các bạn. Các bạn có nấm tươi á, nấm rơm hoặc nấm đùi gà thì mình làm đều được hết đó các bạn. Hoặc là nấm bào ngư đều được hết á. Đó, mình sẽ cắt nó ra nhỏ nhỏ ha. Để chút xíu mình xào nó lên á. Cái món này mình làm á chỉ mất vài phút thôi các bạn là mình sẽ có một cái món ăn ngon cho mình, cho người thân của mình rồi. Rồi mình cũng đã cắt xong cái nấm của mình nè, nấm tươi nè. Bây giờ mình cho nó qua cái dĩa, mình để nó qua một bên đó các bạn. Rồi tiếp theo là cái nấm đông cô nè, mình cũng sẽ cắt nó ra hạt lựu luôn, hạt lựu nhỏ. Nấm này mình cũng đã cắt xong luôn nè, mình cho nó qua cái dĩa cái bên. Như vậy là hai cái loại nấm mình cũng đã cắt nó nhỏ ra như thế này. Bây giờ mình qua bếp và mình chế biến cái món ăn của mình liền. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên các bạn. Khi nước sôi lên mình sẽ cho cái miếng đậu hũ của mình vào trong đây. Mình chần sơ nó qua ha. Các bạn làm nhẹ tay thôi, tại cái miếng đậu hũ của mình á nó mềm lắm. Mình sẽ chần qua khoảng 1 phút đó các bạn. Rồi 1 phút đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng đậu hũ của mình ra, mình cho nó ra dĩa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp đó các bạn. Bây giờ khi cái chảo của mình nóng lên thì mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào đây. Rồi mình cũng sẽ cho cái bơ rô vào để mình phi cho nó thơm lên đó các bạn. Đó, khi mà cái bơ rô của mình nó vàng lên thì mình sẽ cho nấm vào. Mình xào nấm nha, mình xào với cái lửa vừa thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào, mình sẽ cho 2 muỗng canh nước tương này.
hai muỗng canh giò hào chay. Một muỗng cà phê đường các bạn. Một muỗng canh hạt nêm chay và nửa muỗng cà phê tiêu. Mình cho vào mình xào nó lên. Mình xào nó lên khoảng 3 phút đó các bạn, để cho cái nấm của mình nó chín. Sau khi mà mình xào được 3 phút các bạn, bây giờ mình sẽ cho nửa cái chén nước lạnh vào đây. Mình nấu cho nó sôi lên các bạn. Rồi mình cũng sẽ lấy là 2 muỗng cà phê bột năng mà các bạn, mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh nước lạnh để mình khuấy cho nó tan ra, và mình sẽ cho nó vào trong cái chảo nóng của mình. Rồi bây giờ mình cho cái nước bột năng vào nè các bạn. Mình cho từ từ đi thôi nha. Rồi mình nêm lại coi nó đã vừa khẩu vị gia đình mình chưa. Các bạn có thể thêm gia vị, gia giảm gia vị cho mình nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình sẽ chế cái nước sốt mắm này nè lên trên cái miếng đậu hũ non của mình. Và rồi cái miếng đậu hũ non của mình hồi nãy mình chần nó qua nước sôi xong, các bạn mình sẽ cho nó ra cái dĩa. Rồi bây giờ mình sẽ rưới cái nước sốt mắm của mình lên. Để xung quanh ha. Rồi bây giờ mình trang trí thêm một cái nhánh lá bạc hà lên như thế này. Và thêm vài cái lát ớt lên nữa ha các bạn. Như vậy là cái dĩa đậu hũ non sốt nấm của mình đã xong rồi nè. Rồi cuối cùng là cái dĩa đậu hũ non sốt nấm của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Mình cho nó ra dĩa như thế này và mình có thể đem lên trên bàn, mình dọn cơm ra và mình mời người thân trong gia đình của mình ăn được rồi. Cái món này nè các bạn, mình làm nó đơn giản lắm nhưng các bạn nhìn xem, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn ha. Mà mình làm cái món này nè các bạn, nó dễ mà nó nhanh nữa. Nếu như các bạn nào mà thích cái món này á, thì các bạn có thể vào bếp làm thử cách chia sẻ của mình, để các bạn có một cái món đậu hũ non sốt nấm thiệt là ngon nha. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công.